Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Chúng ta đang trải nghiệm một chất nhạc được trình diễn bởi một bộ dàn karaoke mà hôm nay Zika Audio lên cấu hình. Vâng, thì bên em cũng chuẩn bị test cho một bác khách đô la Kenwood ở trong Sài Gòn ạ. Vâng, đô la Kenwood, đây là dòng đô la cây gồm 5 bát trên một thùng. Thì đầu tiên đó là gồm 2 bát 25, sở hữu cái chất âm cộng hưởng rất là hay, quyện, rất dễ chịu. Và gồm một loa chung và một loa chép và một loa siêu chép. Còn 5 loa trên một thùng. Thì đôi loa cây này hiện tại bên em đã có hàng các bác nhé. Và hôm qua bên em cũng đi được 2-3 đôi. Hôm nay bên em cũng chuẩn bị setup cho một bác khách đấy ạ. Còn thì đây, bên em đang kết hợp với một cái đẩy liền vang Wiwood KM1200A. Vâng, và một cái mic không dây mang thương hiệu là Wiwood, model là SF68. Vâng, cái bộ dàn như thế này bên em cũng test rất là nhiều, thì bên em cũng setup luôn cho một bác khách đấy ạ. Và chúng ta đang trải nghiệm chất nhạc bởi một cấu hình cực kỳ là tốt, giá thành cực kỳ hợp lý. Còn đô la này là bên em bán đô la cây Kenwood, bên em bán 5,5 triệu. Vâng, 5,5 triệu. Và một cái đẩy liền vang Wiwood KM1200A là bên em bán 4,8 triệu. Và một cái mic Wiwood E68, vâng, bên em bán là 3 triệu. Vâng, thì cái này là cái đầu giải mã Epic Audio DAC X6. X6 thì là cái này là bên em bán 1,7 triệu vào ship. Vâng, với cấu hình như thế này thì đô la cây Kenwood này thì là được thiết kế bản thương mại, được vừa nghe nhạc vừa hát karaoke cực kỳ là hay. Và nghe nhạc mạnh cực kỳ là tuyệt vời. Để nói với không gian tầm 40-50m2 thì với bộ cấu hình như thế này thì nó khai thác rất là tốt, khai thác triệt để luôn với cái không gian 40-50m2. Vì đây là 2 bát 25, chất âm cực kỳ là mạnh, chất âm cộng hưởng nghe rất là quyện tai, đặc biệt là sẽ cho những cái bác đam mê âm thanh khó tính nhất cũng phải hài lòng với cấu hình mà bên Zika Audio đang setup đấy ạ. Vâng, với đô la cây cái Kenwood này thì là chiều cao của nó là 1m15 và chiều ngang của nó là 34 cm và chiều sâu là 30 cm ạ. Đây là kích thước chuẩn của đô la Kenwood. Còn đây bên cái đẩy liền vang Wiwood KM1200A, cái echo nó rất là ngọt ngào, hát karaoke rất là hay, đặc biệt nó tích hợp chống hú tự động và có bộ lọc tạo âm và tự động dò tín hiệu và đọc được thẻ nhớ USB và đặc biệt là có Bluetooth rất là tiện lợi cho chúng ta và có cả máy lường tiếng khí bên trong. Vâng, về cái mic Wiwood SA68 thì là tích hợp rất là nhiều công nghệ hiện đại như cảm biến nhiệt này, bước sóng UHF này và đặc biệt là cái củ mic nó được phủ thêm một lớp bạc nano để diệt khuẩn. Vâng, đây là cây Kenwood này thì phía trước nó được bảo vệ bởi một cái e căng. Đó, em sẽ bỏ ra và chúng ta dễ quan sát hơn, tiện là một đôi luôn. Chất âm cực kỳ hay các bác nhé. Vâng, công suất của đô la Kenwood này là từ 350W đến 700W. Vâng, đó là ngưỡng mắc của nó 700W. Còn min của nó 350W. Và đặc biệt cái dòng này nó độ nhạy tín hiệu rất là cao, âm đi yếu nó cũng đánh được ạ. Vâng, nghe tiếng bass rất sâu luôn, 2 bass nó cộng hưởng và nghe tiếng bass rất sâu. Chung giải chung thì hôm qua bên em cũng test hát nhạc karaoke và đặc biệt nghe cái giải chung cực kỳ là sáng, tươi sáng và chép rất là mịn. Với một bộ cấu hình như thế này thì các bác không cần trầm luôn ạ, trầm gạt sang bên vì là bát 2 bát 25 nó thành bát 50 rồi, nghe cực kỳ là khỏe.
về cái công suất của cái đẩy liền vang kia thì công suất cực khỏe, kéo được 2 đô la cây Kenwood này luôn cho các bác. Alo 1 2 3 4 5 6 7. Alo 1 2 3 4 5 6 7. Alo 1 2 3 4 5 6. Với cái mic VWatt LS68 này thì chất âm cực kỳ là nhẹ, bắt tiếng bắt hơi rất là tốt. Và cái echo các bác thấy rất là ngọt. Vâng, thì với bộ cấu hình như thế này, bác nào muốn sở hữu thì các bác hãy tham khảo và cũng có thể comment phía dưới video và bên em sẽ cập nhật tin tức và tư vấn cho các bác. Và các bác cũng có thể quay trực tiếp cho bên Zika Audio để được chia sẻ những cái sản phẩm phù hợp. Vâng, tuần đó thời gian em quay video chia sẻ đến các bác thì các bác cũng cảm nhận được phần nào với bộ cấu hình hơn chục triệu, nó vừa tiền mà chất âm hay như thế này, thì thật sự trên thị trường không có một cái cấu hình nào có thể vượt qua được đâu ạ. Rất thuyết phục tai người nghe, đánh bật những bộ dàn tầm tiền. Và sau đây xin phép được dừng video các bác nhé. Vâng, sau cùng em thay mặt công ty cảm ơn tất cả các bác mọi miền tổ quốc và chúc tất cả các bác mọi miền tổ quốc sức khỏe và thành công ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.